Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Mô Tát Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Ở cái này thì nó không có đầy, cho nên chúng ta phải mở bằng cái web thôi. Bữa trước là chúng ta đang ngừng ở tại cái Rasa Kara Tô Parang Rasa Kara về chữ sửa Rasa Kara Rasa À, như vậy là bữa trước là chúng ta đang coi đến cái đoạn cái điều luật số 42 trong Bhadarabhasidi đúng không? Giờ để mở lớn lớn cho các vị coi cho dễ. 42. Còn nhiều dữ ha. Bốn mươi hai mà chúng ta học cái gì mà qua 42 vậy? À, chúng ta đang học cái câu số 11, cái điều luật số 9 ha. Chúng ta đang học điều luật số 9 cách chia giá đó. Tương ứng với lại cái điều luật số 11 trong Bhadarabhasidi. Và trong cái phần ngoại lệ thì chúng ta đang cập về cái điều luật số 29 trong cách chia giá đó. Và tương thích với lại cái điều luật số 42 trong Bhadarabhasidi. Các vị chờ xíu chứ sư cũng không biết 42 nó nằm ở đâu luôn. Rồi. Các vị mở bài ra kịp chưa? Dựa vào cái phần mà kết thúc đây này. Bữa trước là chúng ta đang là Panchakhanda đúng không? Là chúng ta đã xong rồi đúng không? Xong với cái khổ này hết chưa? À. Nghĩ lâu quá rồi nó mất chớn rồi. Sư cũng không biết để sư kiếm lại cái đã.
À, cái gì gara đi số báo u đú gì đây gara đi số má phải dần à, chúng ta xuống luôn cả cái phần ở bút chăng ga lý rồi xong rồi tha đê tí là xong luôn đúng không, tha đê tí là xong luôn rồi đấy. Dạ yeah, tha đê tí là xong luôn rồi đấy. Rồi bây giờ kế tiếp, nhưng mà trước khi mà đi như vậy đó thì chúng ta phải coi lại cái điều luật số bao nhiêu, điều luật số 9 ha. Trong cái điều luật số 9 là chúng ta đề cập đến cái điều đến cái gì? Vị nào còn nhớ? Vị nào trả lời cái điều luật số 9 cho Sơn nghe nghe coi. Yeah. Dạ yeah, rồi. Còn cái nghĩa giải thích phía dưới, gia chấp bánh áp nó nghĩa là gì? Chị Gì? Đóng cái cửa đó đi. Đóng cái cửa đó. Rồi. Rồi con điều trong cái điều số 29. Các vị dịch ra điều 29. Quắc ghê gô sa gô sa năng ta tí giá bá tham đọc lại vậy. Rồi. Như vậy trong cái đoạn số 42 ha, cũng là đề cập tức là trong cái điều điều số 42 của Bada Rubasidi đó à, cũng đề cập giống như là cái điều số 29 ở trong ở Chayana. À, tức là mang nghĩa rằng là cái gì? Mang nghĩa rằng tức là cái mẫu tử mà cột thứ ba, cột thứ nhất và cột thứ ba ha sẽ được gấp đôi lên, sẽ được gấp đôi lên. Gấp đôi lên thì bữa trước là chúng ta đang coi đôi rồi còn cái chữ mà rasakara tô pa răng quắc đu ti dê số này là nằm ở đâu đây? Quắc đi dê số các vị chờ xíu để sẽ kiếm không có ha. Rồi ok, như vậy là cái chữ này chúng ta tách ra như thế nào? Rồi các vị lưu ý, rồi xin mời một vị hoan hỷ đọc cái đoạn này, đọc cái đoạn này nè. Cho nó lên màu xanh. Cô Nghĩa bấm, cô Nghĩa. Bấm
tới chiều. Dạ rồi, mời con. Cô nói lại coi, cô cầm cái mic cô nói lại coi, tâm thanh nó vô cho mấy cô đọc đi, cô đọc lại câu một câu thôi. Dạ rồi rồi, dạ rồi được rồi, dạ rồi được, dạ rồi được rồi con. Dạ. Dạ rồi. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ thấy là như thế nào? Ở đây được gọi là Rasakara Toparang Wakga Duti Yesu. Ở đây chúng ta tách ra tức là Rasa cộng Akara nha. Rasa cộng Akara. To cộng Parang Wakga Duti Yesu. Wakga Duti Yesu tức là trong cái gì? Trong cái nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai tức là cái gì? Nhóm thứ hai tức là cột hai đấy nha. Cột hai chứ không phải là nhóm thứ hai. Cột hai đó là Kha. Rồi gì nữa? Cha. Đây bạn chữ cái đây. Cái cột 2 ở đây tức là cái gì? Kha cha tha tha pha. Ở đây rasa akara tức là cái gì? Cái mẫu tử mà đoạn âm đó ha. Cái chữ mà chữ đoạn âm á, cái chữ đoạn âm á. To parang thì nó sẽ được gấp đôi ha, với cái từ khác, với cái từ khác, với cái từ kế nó đó ở trong đó, thuộc cái nhóm thứ hai. Như là bancha khanda thì chúng ta sẽ thấy rằng cái gì kết thúc giữa cái chữ mà banh chá tức là kết thúc bởi một đoạn nguyên âm đúng không? Dạ. Yeah. Thì như vậy phía sau nó là một cái kha, nó là thuộc nhóm thứ hai. Như vậy khi mà ghép lại với nhau đó thì nó âm cái điều luật số 29, cái điều luật số 42 tức là cái gì? Cái chữ cái hoặc như là cái phụ, cái chữ cái hoặc như là cái từ mà ở cột cột 1 và cột 3 được gấp đôi. Đúng không? Thì như vậy đó, ở cái vị trí này nè, ở cái nhóm thứ hai này thì nó được gấp đôi với cục 1 cục 3, tương thích như vậy. Cho nên chữ khá này tức là cục 2 ha, sẽ được gấp đôi với là cục 1. Cục 4 sẽ được gấp đôi với cục 3. Đấy, cho nên ở đây là banh chắc khanh đá. Banh chắc có nghĩa là năm nha, khanh đá có nghĩa là nhóm. Nhóm tập hợp hoặc là uẩn. Ở đây được gọi là năm nhóm đó. Năm nhóm. Nghĩa Việt của mình luôn là năm nhóm. Còn bộ uẩn thì có đôi khi có người hiểu, có người không hiểu. Tại cái tụ uẩn là nó chúng ta đề là năm nhóm đó. Rồi kế tiếp tới là
Rupakhando, tương tự như vậy luôn, tức là Ewang cộng Rupa cộng Khanda. Chúng ta tách ra ha, Ewang Rupakhando. Này. Ewang Rupakhando có nghĩa là gì? Tức là Ewang tức là như vậy ha, Rupakhanda ở đây chia theo chủ cách nha. Như vậy chúng ta có thể tách ra được như vậy này. Chúng ta có thể tách là Ewang đây này, Rupa cộng với Khanda ha. Tức là cái nhóm vật chất như vậy. Chúng ta đừng có nhắc nha, sắc uẩn nha. Cái chữ sắc là bữa nào bữa trước có nói rồi, cái chữ Rupa mà chúng ta dùng theo nghĩa giữa sắc là ám chỉ tới là gì? Là cảnh sắc, là đối tượng thôi. Sắc trong tiếng Hán thì chỉ là cái đối tượng cho nhãn thức mà thôi. Nhưng mà chữ Rupa là bao hàm luôn tất cả những khía cạnh vật chất. Cho nên ở đây tức là Ewang Rupakhando, tức là cái nhóm vật chất như vậy. Rồi kế tiếp Akkamo. Akkamo ở đây chúng ta tách ra tức là cái gì? Akkamo chứ ha, xin lỗi, Akkamo. Akkama chúng ta dùng theo nghĩa tức là chúng ta tách ra tức là ná cộng với khama nha. Đây. Akkamo đó tức là ná cộng với khama. Khama có nghĩa là gì? Khama căn khâm ha, của động từ khama tí có nghĩa là chịu đựng, kham nhẫn, cam chịu hoặc như là vị tha. Akkamo ở đây tức là chúng ta dùng theo nghĩa tính từ mang nghĩa rằng tức là không có kham nhẫn, không có độ lượng, không kham nhẫn, không độ lượng ha. Cũng là chữ ná cộng với chữ khác. Chữ ná đây là một đoạn nguyên âm đúng không? Theo cái đoạn mà đang trình bày đây, rasakarato barang wakka di duti yesu. Bara là cái khác nha. Akarato mang nghĩa rằng tức là cái chữ đoạn âm, hoặc như là đoạn nguyên âm. Đoạn nguyên âm như vậy đó, nó sẽ bị đồng hóa cùng với cái từ khác ở trong cái nhóm 2. Ở trong cái nhóm 2 theo cái nghĩa mà nghĩa in đậm đấy. Rồi kế tiếp nữa là Abhikkhana. Abhikkhana. Abhikkhana ở đây chúng ta cũng là Abhi ha. Abhi có nghĩa là tiền tố cộng với Khana. Khana có nghĩa là gì? Khana có nghĩa là đúng rồi, là khoảnh khắc, là chốc lát ha, chốc lát như vậy. Abhikkhana, Abhikkhana kết thúc cũng là bởi một đoạn nguyên âm ý ha. Khi mà chữ khá như vậy cũng là thuộc phụ âm mà nhóm 2 à. Cho nên nó sẽ được, khi mà có như vậy tức là cái nguyên âm này nó bị đồng hóa với lại chữ cái nhóm 2 ha. Thì nó mới chữ cá mới thêm vô. Như vậy Abhikkhana chúng ta dùng theo nghĩa trạng từ mang nghĩa là luôn luôn. Luôn luôn Abhikkhana nghĩa là luôn luôn, luôn khi. Cũng tương tự như vậy, Awikhebo. Awikheba tức là ná cộng với Wikheba nha. Ná cộng với Wikheba. Ná Wikhebo. Ná Wikhebo đó. Ná như vậy cũng giống như phía trên là khama như vậy đó. Ná khi mà được ghép vào cái từ phía sau mà khởi đầu bằng một phụ âm như vậy thì nó sẽ đổi thành á đúng không? Ví dụ như akusala như vậy. Ở đây akkamo. Rồi kiểu như awikhebo.
chữ V như vậy mình không có cần phải đà, mình không cần gấp đôi lên. Nếu mà chữ gấp đôi lên chúng ta phải đổi chữ V thành chữ B. Unbreakable hả? Nhưng mà không cần đổi gì. Cho nên là đây hả? Unbreakable. 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 Cái unbreakable đó chúng ta dùng theo nghĩa là gì? Dùng theo nghĩa tức là tán loạn. Mà không có sự tán loạn như vậy ám chỉ tức là cái gì? Có sự tĩnh lặng, an tịnh. Unbreakable. Chúng ta dùng theo nghĩa danh từ luôn nha. Unbreakable, tĩnh lặng, an tịnh. Rồi cái từ kế tiếp là gì? Cha tí khế tăng. Cha tí khế tăng. Chúng ta tách ra tức là cha tí ha. Cộng với khế tá. Khế tá nó có hai nghĩa. Một là cái gì? Khế tá có nghĩa là cánh đồng. À, ruộng. À, ám chỉ tức là ruộng, một vùng đất đó ha. Một vùng đất à. Ví dụ khi mà đề cập đến ác gác khét tá, máy chi má khét tá và hi ná khét tá, em chỉ tên là cái thể loại à, cái thể loại. Ví dụ ruộng tốt, ruộng mà tầm trung và ruộng mà thấp kém. Ác gác có nghĩa là tối thượng, tức là cái ruộng đó rất là màu mỡ, đất đai màu mỡ. Máy chi má tức là cái ruộng mà bậc trung thôi. Còn hi ná tức là cái loại mà ở đây tức là ám chỉ tức là cái ví dụ đó ở trong 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 Tăng Chi Bộ Kinh ha, có đề cập đến ba cái loại ruộng đó. Và cái chữ khét tá này cũng ta còn có nghĩa là cái gì? Khét tá có nghĩa là ám chỉ tức là cái mảnh đất của phước báu hay là ruộng phước đó. Chúng ta hãy nghe như vậy. Còn cha tí ở đây chúng ta dùng sự sanh ra, ám chỉ tức là cõi giới, cái nơi mà chúng sanh còn phải tái sanh. Thì trong cái trường hợp này chữ khế tăng chúng ta chưa hiểu là ám chỉ là các cõi giới, các cõi giới cho sanh hữu hả? Chúng ta cũng tách ra tức là cha tí cộng với khế tá. Rồi kế tiếp tức là đa túc khô bô. Đa túc khô bô. Đa túc khô bô tức là đa túc cộng với khô bá. Khô bá hả? Đa tú. Như vậy là chúng ta dùng theo nghĩa là đa tú. Ở đây ám chỉ tức là cái gì? Đa tú nó có nghĩa là nguyên tố, có nghĩa là yếu tố. Mà nguyên tố và yếu tố trong trường hợp này, nhiều trường hợp đó chữ đa tố nó có nghĩa là tức là gì? Ám chỉ tức là cái thành tố mà bên trong cơ thể của chúng ta. Còn chữ khô bá đó là danh từ nam tính ha, mang nghĩa rằng tức là sự rung động, sự xáo trộn, mang nghĩa rằng tức là cái gì? Tứ đại bất hòa đó, tức là sự xáo trộn về các nguyên tố bên trong. Đất, nước, lửa, gió như vậy. Sự xáo trộn về các nguyên tố. Ayukkayo. Chúng ta tách ra tức là ayu cộng với khá giá nha. Ayu có nghĩa là tuổi thọ. Mà khá giá là danh từ nam tính, mang nghĩa rằng tức là tận diệt, hủy hoại, diệt mất. Mang nghĩa rằng tức là sự đoạn diệt. Tức là sự chấm hết tuổi thọ, sự chấm dứt tuổi thọ. Có những cái trường hợp đó là chết ra là do
do hết nghiệp. Có những trường hợp đó, chết do hết tuổi thọ. Có những trường hợp đó, do vừa hết nghiệp vừa hết tuổi thọ. Và có những trường hợp chúng sanh đó là chết bất đắc kỳ tử. Trong trường hợp này ai giúp khai giá đó là chết do hết tuổi thọ. Và tuổi thọ đây tức là quả lành của thiện nghiệp và bất thiện nghiệp của đời trước. Nó sẽ tác động khiến cho chúng sanh có thể là duy trì được thọ mạng kéo dài hoặc nhanh hoặc chậm. Rồi kế tiếp nữa tức là cái gì? Kế tiếp tên là Xê tá chất tăng ha. Xê tá chất tăng. À đây này, chúng ta thấy đây này. Các vị nhìn lên bài đây này. Xê tá chất tăng là xê tắc chất tăng. Đấy, xê tá chất tăng là cái từ này sẽ được sử dụng ở đây nha. Tức là bởi vì sao chữ CH này nè. Chữ CH này nó thuộc về ở đây. Cột 2 nhưng mà thuộc cái nhóm chá. Chúng ta thấy không? Xê tá có nghĩa là gì? Xê tá có nghĩa là màu trắng ha. Chát tá có nghĩa là cái lọng, cái dù. Xê tá chát tăng em chỉ tức là lọng trắng. Hoặc như là cái lọng trắng ha. Nếu mà các vị có qua bên các nước quốc giáo, các vị sẽ thấy rằng đó là cái vấn đề mà cái lọng á, sẽ được sử dụng rất là nhiều. Sử dụng rất là nhiều trong những cái hình thức gọi là trang trọng, cung kính. Ví dụ như trong những cái buổi lễ mà cúng dường ha. Cúng dường có thể là xá lợi của Đức Thế Tôn, hoặc như là tôn tượng của ngài, hoặc như là tam tạng kinh điển vân vân, hoặc các ngài mà gọi là các ngài trưởng lão như vậy. Thì ta vẫn luôn luôn sử dụng cái lọng trắng ha. Đó là biểu tượng của cái sự tôn kính, biểu tượng của cái sự mà gọi là kính trọng. Thường sẽ là lọng trắng rồi voi, hoặc như là ngà voi đó. Cho nên đối với các ngài mà tâm tạng bên Miến Điện cũng như vậy. Sau khi mà đạt được cái học vị tức là Tipitaka Dara, Tipitaka Kovida, Dhammapadagarika, tức là trở thành một vị thấu suốt tam tạng cũng như là vật bậc mà giữ gìn, bậc mà giữ gìn cái kho tàng pháp bảo như vậy ha. Thì vị đó sẽ được chính phủ trao tặng lọng trắng cũng như là cái quạt bằng ngà, cũng như là con mọc cái mọc đó, cái dấu đó. Và cũng như một số cái đặc quyền. Rồi kế tiếp nữa đây chúng ta sẽ là cái gì? E quang sắp bách chanh năng. Ở đây chúng ta tách ra tức là sắp bá cộng với chanh ná nha. Chanh ná có nghĩa là quá khứ phân từ, mang nghĩa rằng được che phủ nha. Tất cả đó được phủ, được che phủ như vậy. Đúng rồi. Từ cái động từ mà cha đê tí đó ha. Chanh ná đó. Chanh ná nếu mà chúng ta dùng theo nghĩa danh từ cũng được, nó mang nghĩa sang tức là cái gì? Cái nơi mà cái nơi thầm kín, cái nơi kín đáo. Rồi quý chanh năng. Quý chanh năng tức là quý ha, tiền tố cộng với chin. Xin lỗi, quý chinh năng. Quý chi năng tức là quý, tiền tố quý cộng với chi ná ha. Chi ná là quá khứ phân từ của động từ chi đá tí. Chi đá tí ha. Có nghĩa là cắt đứt. Chặt, cắt ha. Động từ chi đá tí. Mà ở đây tức là quý chi ná chúng ta dùng theo nghĩa là quá khứ phân từ, mang nghĩa ra tức là được cắt lìa, được cắt bỏ. Được cắt lìa, được cắt bỏ. Đây này, chúng ta nhìn lên bảng này. Cái chữ quý ở đây có nghĩa là gì? Là hết, rời xa, riêng biệt, phân tán, khác nhau ha. Nghĩa của cái từ, nghĩa của cái tiền tố Upasaka đó, cái prefix quý đó mang nghĩa là hết đó, mang nghĩa là cắt, mà cắt tuyệt đó. Cắt đứt, cắt bỏ. Rồi ở đây đó, quý chi năng về rằng ở đây chia cùng cách với một cái danh từ mà được chia ở ăn, cho nên là quý chi ná nó mới được chia cùng cách như vậy ha.
chứ vẫn có thể là vicino vẫn được nha, tùy theo cái danh từ nó sẽ bổ nghĩa, hiểu sao? Rồi kế tiếp là bodhicaya. Bodhicaya tức là bodhi cộng với chaya, chaya ha. Bodhi có nghĩa là gì? Bodhi có nghĩa là cây bồ đề hoặc như là sự giác ngộ. Còn chaya, chaya có nghĩa là cái bóng ha, hoặc như là cái tàn, cái bóng cây đó, à, cái bóng cây bồ đề đó ha. Bodhicaya tức là bóng bồ đề, bóng cây bồ đề. Tương tự như vậy thì cái từ mà Sambuddhaya, chăm bú ở đây đó ám chỉ tức là cây sung á, cây sung á, à. Cái vị chờ xíu để sẽ cho cái vị coi cái này. Rosebud tree là cũng là một loại nhưng mà à, cây trăm hoặc cây vối đó ha, nó có hai từ cây trăm hoặc cây vối đó, cây trăm mốc hoặc cây vối ha, trăm mốc hoặc vối. Để tên khoa học của nó là cái gì? Orchidna chambolana. Hoặc như nó còn có cái tên, nó còn có nghĩa thôi là Rosapur. Rosapur ở đây tức là một cái loại loại giống như là loại mận hoặc loại sung á ha. Rosapur. À, trái roi nữa ha. Trái roi đó, rosapur là trái roi nè, à, nó cũng có thể là trái mận. về vị trí địa lý cũng như về một số cái loại mà thực vật á, đối với Ấn Độ nó có nhiều cái cây mà đặc thù, bên bên Việt Nam của mình thì cũng không có, cho nên Sambuddhaya chúng ta dùng theo nghĩa tức là bóng cây, cây trăm mốc hoặc cây vối, hoặc có thể là cây gì, cây gì mới nào mình vừa nói, cây trăm mốc, cây vối, rồi cây gì nữa, à, cái roi, cái mận đó, à. Roi là ngoài Bắc hả? Trong Nam mình gọi là cái mận đúng không? À. The rose apple, the black, the dark color. Ở đây một cái loại trái, à, đúng rồi, nó đúng rồi, như vậy là nếu mà chúng ta dùng theo nghĩa là cái gì, chúng ta dùng theo nghĩa là cái trái trăm á, thì nó đen đúng không? Rồi đúng rồi, ở đây ta sử dụng là the rose apple, a black and dark color, tức là cái màu đen hoặc như là màu tối đó, màu đậm á. Rồi ok, Rồi kế tiếp tức là Sambuddhaya đó. Từ Sambuddhaya có nghĩa là gì? Đúng rồi. Loại trừ ha. Sang cộng với Uchê đó. Tức là sang ú cộng chê đó. Chê đó. Chúng ta tách ra cái từ đó đi. Sambuddhaya đó tức là sang là tiền tố sang cộng với cái gì nữa? Út ha. Đây này. Đây. Uchê đó. Như vậy cái tiền tố xăng ở đây mang nghĩa rằng tức là đầy đủ. Chữ út ở đây ám chỉ tức là
tràn ra. Mà cái chữ chia đá đó là danh từ ha, bắt nguồn từ cái động từ bị chia đá tí, có nghĩa là chặt hoặc cắt đứt, mang nghĩa rằng tức là đoạn tận hoặc cắt lìa ha, một cách hoàn toàn. Samuchia đá, Samuchia đá. Cái Samuchia đá thì thường áp dụng cho cái gì? Áp dụng cho tức là sát na tâm đạo, tâm thánh đạo ha. Từ mở nhập lưu thánh đạo, tức là Sotapatti Magga, Sakadagami Magga, Anagami Magga cũng như Arahata Magga, thì bốn cái loại tâm thánh đạo mà đặc thù như vậy có cái công năng tức là sát trừ, cắt lìa, làm không còn sanh khởi trong tương lai nữa, hoàn toàn những cái phiền não mà đã đoạn trừ thì không còn khởi sanh nữa ha. Rồi kế tiếp nữa sẽ là cái gì? Tatarathito, Tatarathito. Ở đây tức là người ta tách ra cho mình luôn. Tatara là gì? Tatara hoặc tathā có nghĩa là gì? Ở đây, ở đấy ha. Ở đây, ở đó. Thito tức là đã đứng ở đấy. Tatarathito tức là đã đứng ở đấy. Thitā ở đây tức là quá khứ phân từ của động từ tithāti, mang nghĩa rằng đứng ha. Rồi evaṃ thalattaṃ, evaṃ thalattaṃ. Chúng ta tách ra cái từ mà thá lá cộng với cái từ mà thăng ha. Thăng là bắt nguồn từ cái động từ mà tít thá tí đó, căng tha đó, là đứng đó. Như vậy đó là cái gì? Thăng, thá lá có nghĩa là gì? Thá lá có nghĩa là cái chỗ hoặc như là cái vùng đất. Mà thá lá thăng ám chỉ tới gì? Đứng ở trên đất như vậy. Tức là có những cái chúng sanh, có những cái chúng sanh đó. Ví dụ chúng sanh mà tha lá chá ha, ví dụ là tha lá chá nè, ví dụ như cái vị tha lá chá, tha lá chá thì vậy sanh ra ở trên đất, sanh ra mà thăng ở đây cái gì, đứng trên đất như vậy, đứng trên đất như vậy nha. Kế tiếp tức là chá lá thăng, chá lá có nghĩa là gì? Chá lá có nghĩa là nước ha, và chá lá thăng tức là nó tồn tại ở trong nước như vậy, tức là có những cái chúng sanh đó là tồn tại trên đất và có những chúng sanh đó là tồn tại ở trong nước. Adithita, tất cả hai cái từ này đều là tính từ hết nha, đều là tính từ cả. Thalattha cộng với chalattha đều là tính từ cả. Adithita tức là adi cộng với thí tá ha, adi tức là tiền tố ha, adi tức là tiền tố, mang nghĩa rằng ở trên đây này, trên hoặc vượt trội. Nhìn lên bảng ha. Trên hoặc vượt trội. Như vậy Adithita tức là gì? Đứng lên trên. Mang nghĩa rằng tức là ở đây sử dụng theo nghĩa tính từ nha. Adithita, thita là quá khứ phân từ của động từ tithati đó. Tức là đã đứng lên trên đó. Adithita. Nithita, nir cộng thita. Xin lỗi, cái này là quá khứ phân từ của cái động phân từ mà nitha tí hả? Cũng là nit cộng thi tá đấy. Ní ở đây tức là xuống ha. Tự do, xuống vào tự do. Rồi, đúng rồi. Như vậy là ní hoặc là nít này nè. Không, xin lỗi. Bên ngoài. Rồi, chúng ta dùng theo nghĩa là nít, nir hoặc là ni nha. Ba cái tiền tố này. Tiền tố mà trong Pali là chỉ là ni thôi. Nhưng mà nít và nir tức là cái tiền tố của Sanskrit ha. Vì rằng với cái đuôi từ S hoặc là R của mà Sanskrit như vậy đó, khi mà cộng vào nó mới tạo thành. Ví dụ ở đây tức là cái gì? Nithita. Bằng nir. Nis cũng được. Nis ha.
cộng với lại thí tá. Bữa trước còn nhớ, các vị còn nhớ không? SVT, TH, nó đổi thành cái gì? Nó bị đồng hóa thành TTH. Ở bữa viết ở đâu? Viết ở đâu các vị còn nhớ không? À. Rồi như vậy đó là S với T này ha. Chúng ta mở ngoặc ra đó là gì? S T H này nó đổi thành là T T H ha. Đấy, cho nên mới đổi thành là nít thi tăng. Như vậy thì dựa vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Near có nghĩa là ngoài ra hoặc là không có. Mà thí tá như vậy đó là trụ, thí tá là trụ đứng. Mà không còn như vậy ta mang nghĩa rằng cái gì? Đứng bên ngoài mang nghĩa là hoàn tất. Cái động từ mà nít tha tí mang nghĩa rằng là hoàn tất, chấm dứt, tức là đã đứng ngoài cái sự việc đó. Hoàn tất, đứng vào, đứng ngoài sự việc đó. Rồi kế tiếp nữa là chatta ritthanani. Chúng ta tách ra là cái gì? Chatta ri cộng thanani. Các vị tách được không? Ở đây tức là chatta ri cộng với lại thanani. Xứ có nghĩa là gì? Mà chúng ta còn nhớ các bạn chia về tính từ số đếm chưa? Đây mở cho các vị coi này. Các vị nhìn lên bảng nè. Chá tú ha, tính từ số đếm á, chá tú có nghĩa là 4 ha, số 4 đó. Số 4 như vậy đó thì chúng ta có hình thức là nam, trung và nữ luôn ha. Mà chá ta rí tức là hình thức trung tính ha, số nhiều. Tất cả các số 4 đều là sử dụng cái hình thức là số nhiều cả. Cho nên là chá ta rí ha. Như vậy chattarithanani tức là bốn cái chỗ. Bốn chỗ đây ám chỉ tức là cái gì? Bốn cái nơi mà đặt niệm ha, bốn cái nơi mà an trú niệm. Thân thọ tâm pháp đó. Hay được gọi là bốn niệm xứ ha. Bốn chỗ an trú hoặc thiết lập niệm. Rồi kế tiếp nữa sẽ là cái gì? Garuthaniyo. Garu cộng với thani. Như vậy chúng ta tách ra đó là garu ha cộng với thaniya. Có hai hình thức là thaniya hoặc thaniya đều được cả nha. Không ấy thì nhìn lên bảng nha. Như vậy là chúng ta dùng hai hình thức nha. Tha ni yo hoặc như là tha ni yo. Đó.
Thaniyo, Thaniyo. Garu tính từ mang nghĩa rằng là cái gì? Nặng, trọng yếu, vân vân. Rồi còn Thaniyo hoặc Thaniya hoặc là Thaniya là chúng ta dùng theo nghĩa là tính từ của tít thá tí đó, của động từ tít thá tí mang nghĩa là đứng đó, đứng hoặc được an trú, mang nghĩa rằng được an trú một cách gọi là tôn trọng, mang nghĩa rằng là một người có cái vị thế kính trọng. Mà Aniyo này chia theo chủ cách ha, người có gì, có địa vị, người có vị thế cao tột, cao trọng. Rồi kế tiếp nữa là cái gì? Sambuddhito. Sambuddhita. Tức là sang cộng với út cộng với thí tá ha. Cũng là tít thá tí luôn. Từ cái động từ mà tít thá tí luôn. Đó là đứng khởi sanh. Như vậy sang với cộng út nữa mang nghĩa rằng tức là cái gì? Nó thì nó bắt nguồn từ cái động từ mà sang sambuddha tí ha. Nhưng mà cũng tách ra tức là sang cộng út cộng thí tá đó. Mang nghĩa rằng là đã khởi sanh. Đã nổi lên, đã khởi sanh, đã nổi lên. Sambuddhati. Đó là sang út cũng căng căng tít đó. Căng tha chứ, tít tha tí đó. Rồi kế tiếp tức là Sipathano. Tức là xú cộng với Patha đó. À quên. Các vị có lấy cái bút màu, các vị gạch chưa? Gạch chỗ nào? Ví dụ Sambuddhito này gạch chỗ nào? Gạch chữ nào? Gạch chữ T đầu thôi nha. Gạch chữ T đầu, chữ T đầu được thêm vô thế này. Gạch chữ T đầu thôi. Tức là xăng cộng với chữ út nha. Hoặc chữ ú cộng với chữ thí tá. Chữ ú đây là một nguyên âm đúng không? Phía sau đó là chữ TH. TH như vậy là nhóm gì? Nhóm tha uống lưỡi. Đấy. Quên hồi nãy không nhắc, không biết là phết chỗ nào rồi. Hay là bôi hết nguyên chữ. À, dạ. Ngồi kiểu này cũng làm biến đi. Dưới kia còn đi vòng vòng được. Ngồi đây hết đi rồi. Rồi kế tiếp là cái gì? Kế tiếp tức là Sipathano. Sipathano ở đây tức là tiền tố là xú ha. Xú cộng với Bathana. Mà Bathana chúng ta tách ra là bá cộng với tha ná luôn nha. Bá cộng với đúng rồi, căng tha đó, bá cộng với căng tha. Căng tha tự động từ tít thách tí. Mà bá như vậy đó thì theo trong đây đó, bá chúng ta dùng từ nghĩa là phía trước. Bá tiền tố bá đó là phía trước. Ví dụ như cái từ mà gọi là bắp bá chí tá này này, đấy, chữ bá đó. Hướng về phía trước. Hướng về phía trước.
Bát tha ná như vậy tức là cái gì? Mang nghĩa rằng tức là được thiết lập. Suy nghĩ đi, ngồi suy 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 lượng ra mấy cái từ nghĩa. Như vậy bát tha nó chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì? Đặt phía trước, hướng về trước. Cho nên cái bát tha nó đó nó còn một cái nghĩa. Nó còn có nghĩa là gì? Còn có nghĩa là nguồn gốc. Ví dụ trong khi mà đề cập tức là cái bộ Bát Tha nó tức là cái bộ thứ 7 ở trong Abhidhamma. Ở đây Subhatha nó chúng ta dùng theo nghĩa tức là gì? Được khéo đặt phía trước. Đó, dịch một hồi đi, nó ra theo cái ý mình đi nha. Được khéo đặt phía trước, được khéo sự khéo đặt phía trước. Sự khéo hướng về đó ha. Sự khéo hướng về. Chúng ta dùng theo nghĩa cũng như vậy cũng được. Khéo hướng về, tiến tới cũng được. Rồi kế tiếp ta là Yassa. Yassa Thero. À quên. Ở đây là chúng ta cần phải bôi đậm với chữ nào? Chữ thi đầu ha. Chữ thi đầu và chữ thi mà thi chấm dưới đó. Rồi cái tiếp tức là Yasathero. Yasathero tức là Yasa cộng Thera ha. Yasa đây là danh từ riêng, tức là ám chỉ tôn giả Yasa ha. Thera tức là trưởng lão, ngài trưởng lão Yasa. Cho nên chữ thi được bôi đậm ha. Rồi Yattha tức là giá cộng Yattha. Yattha Tattha tức là ở đâu, giá là nào ha. Quan hệ đây từ là giá là nào. Mà ách thác nghĩa là ở đây, tức là ở chỗ nào đó, tức là ở đâu. Tách thác tức là ở đây. Cái cụm quan hệ dách thác tách thác. Nơi nào mà Đức Thế Tôn mà ở thì nơi đó chúng con đến, vân vân đấy. Dách thác tách thác. Bát-tha-ra-ti. Chúng ta tách ra tức là bá cộng với tharati ha. Rồi Bát-tha-ra-ti chúng ta dùng theo nghĩa là gì? Trải rộng, trải ra. Chữ bá tiền toán là phía trước, tức là làm trải ra, làm lan ra, trải ra hoặc lan ra ha. Rồi kế tiếp tức là Vittaro. Vittara tức là quý cộng với thara. Như vậy đó là thara quý cộng với thara. Thara từ thara tí mang nghĩa là trải, mà quý tức là cái gì, hết hoặc rời xa, hoặc là chúng ta quý chúng ta dùng nghĩa là phân tán nha, tức là trải một cách tán rộng ra. Quý thara có nghĩa là cái gì, chi tiết,
tán rộng ra đồng nghĩa là cái gì? Là chi tiết ha, là danh từ đó. À. Rồi kế tiếp tức là abit thú tô, tức là abit cộng với thú tá. Thú tá này từ cái động từ mà tháo quá tí, mang nghĩa rằng tán tháng. Tán tháng. Mà á bí có nghĩa là cái gì? Hơn hoặc là trên. Tiền tố, nhìn lên bạn. Hơn hoặc là trên. Như vậy, á bít thú tô tức là gì? Được tân bốc, được tán thưởng. Được tán thưởng gọi là được tán thưởng ha. Được tán thưởng. Cũng còn có nghĩa là được tân bốc đó. Khen mà đụng nóc đó. Thường thường vậy là té sẽ đau ha. Rồi kế tiếp tức là with thăm bi tô. With thăm bí tô chúng ta tách ra đó là quý cộng với thăm bí tá. Thăm bí tá là quá khứ phân từ của động từ thăm bê tí. Quý hả? Quý là chúng ta dùng theo nghĩa là phân tán. Thăm bát thăm bê tí tức là làm lan ra, mang nghĩa là tán rộng hả? Được mà ở đây chúng ta dùng theo nghĩa quá khứ phân từ thăm bí tá đó là được nới, được mở rộng, được tán rộng. Rồi kế tiếp chúng ta dùng theo kế tiếp là cái từ gì? Anút thu năng. Tức là anú hả? Chúng ta tách ra tức là anú, tiền tô anú cầm với thú na tí. Anú theo sau.
Như vậy anuthu năng này chúng ta dùng theo nghĩa là danh từ ha, mang nghĩa rằng tức là khóc theo, than khóc, hoặc như là, nhưng mà cái chữ anu tức là mang nghĩa rằng tức là vì một cái nguyên cớ nào đó mà người khác người ta bị sầu muộn, người ta u uất, người ta than khóc, rồi bắt đầu vì cái cớ đó nó lan đến khóc theo ha. Rồi cha tú thô đó là cha tú cộng với thá. Tiền tố sẽ là cái hậu tố mà thá được ghép vô với giờ tính từ mà số đếm tạo thành đó là số thứ tự ha. Cha tú thô tức là thứ tư. Cút thá. Cút thá hoặc như là cút rá ha. Chúng ta là cú cộng với thá. Chữ thi được thêm vô đó. Thá có nghĩa là ở đây đó. Át thá, át rá đó. Mà cú tức là ở đâu. Mang nghĩa ra tức là ở đâu. Cút rá hoặc cút thá. Có hai hình thức nha. Cút thá hoặc cút rá. Các vị biết được hai từ đó không? Cút thá nè. Hoặc là Kutra. Where có chấm hỏi nha. Rồi kế tiếp nữa sẽ là cái gì? Bắp phô tê tí. Bắp phô tê tí. Bá cộng với phô tê tí. Phô tê tí tức là căng phút nha. Mà nghĩa rằng tức là rung lắc. Hoặc như là tung lên, rung lắc và bá. Bá tức là phía trước ha. Rung lắc mang nghĩa rằng tức là vậy về phía trước như vậy đó, mang nghĩa là tung về phía trước. Tại vì khi mà chúng ta học mà nghĩa từ mà cộng với cái tiền tố thôi đó, thì chúng ta nếu mà học mà chúng ta phân tích được như vậy, chúng ta hiểu rất là rõ tường tận cái nghĩa, nó cấu trúc từ cái góc từ nào, cộng với cái tiền tố nó tạo nên một cái danh từ nào, hoặc như là một quá khứ phân từ. Học cái này thì có đôi khi nó hơi nản đúng không? Nhưng mà khi mà các vị học cái này rồi đó, thì khi mà vào trong câu đó, các vị sẽ thấy rằng có lợi ích rất là nhiều. Ở đây Mahapala tên là Maha, Mahan đó hả? Mahan chia theo danh từ Maha đó. Pala tên là có quả báo to lớn ha, có kết quả lớn dạ. Rồi kế tiếp đó là Nipalang. Nipalang là gì? Ni ha, nir. Nipala tức là không có kết quả. Mahapala là có kết quả to lớn. Viparo. Tức là quý cộng với para nha. Para từ cái động từ mà parati. Parati có nghĩa là trải ra, làm cho rộng. Mà viparo có nghĩa là cái gì?
Quý thì tiền tố là mang nghĩa gì? Phân tán. Quý thì dùng theo nghĩa phân tán, tức là làm tán rộng ra. Sự tán rộng, sự tán rộng ha. Paripusaya. Paripusaya tức là pari ha, còn pusaya, pusati. Chúng ta chỉ dùng theo nghĩa này thôi. Các vị chờ xíu. Đâu ai dịch sao? Hả? Yeah. Giỏi dễ à. Silakanda waga mula panasa pali buna ce perambika webiku witaka jaranang wibu samana ecetang sama sambasaranang perisandaya peripureya paripareya. Ada yang nguyên cái cụm này tức là cái gì? Abisandeya, parisandeya, paripureya. Như vậy là chúng ta dùng theo nghĩa là trong cái đoạn này tức là có thể tiếp xúc hoàn toàn ha. Có thể tiếp xúc hoàn toàn với cái gì? Với si tá, với gió nè, với nước vân vân. Có thể tiếp xúc hoàn toàn. Rồi Madhupanika. Madhupanika có nghĩa là gì? Madhupanika tức là Madhu ha. Madhu Madhu có nghĩa là mật ong ha. Panika có nghĩa là sẽ là Panita chứ. Panita có nghĩa là cái nước ha. Cái nước dạ, nước trái cây đó. Em chỉ tức là cái nước mật ha. Chúng ta có biết rằng có những cái loại cây mà có thể là lấy nước mật được không? Ví dụ cây thốt nốt này, ví dụ cây dừa nước nè, người ta lấy bông của thốt nốt đấy, người ta thấy vậy à? Rồi hoặc y như là cái cây gì đấy? Hả? Cây trà là đó vậy? Các vị nếu mà các vị qua Ấn Độ, các vị sẽ thấy cái cây trà là như này đó, người ta vác bên này. Ta vác bên này, tức là người ta không nhận lấy trái mà ta còn lấy chất nhựa ở bên trong. Rồi. Kế tiếp tức là Akarato. Chắc nghỉ xíu đi ha. Có nghỉ à? Trời này học giỏi vậy ta.
Rồi chúng ta tiếp tục ha. Ở trên cái đoạn này chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì? Rasakara ha, Rasakarato, tức là từ cái gì? Từ cái chữ mà cái chữ đoạn âm. Và phía dưới này tức là akarato. Tức là a cộng với kara ha. A cộng với karato. Akarato. Tức là em chỉ tức là từ cái chữ mà chữ a ha, từ cái mà trường nguyên âm a. Ví dụ như trong trường hợp này ở đây tức là gì, a cộng kato thì cũng tương tự giống như cái luật phía trên luôn, đoạn âm thì ở dưới đấy là trường âm, trường âm cũng được gấp đôi lên, tức là akato, akato ha, akato. Đây là quá khứ phân từ của động từ akati ha, mang nghĩa rằng tức là đã nói. Mà chúng ta còn nhớ là swakato đó là xú cộng với akato, tức là xú cộng với tức là được khéo nói, tức là pháp đã được khéo thuyết bởi Thế Tôn. Akata tức là được nói, được thuyết. Rồi kế tiếp tức là ewantanhakkhayo. Ewantanhakkhayo tức là tanha, chúng ta tách ra ha, tanha. Tanha có nghĩa là khát ái. Mà khai giá hồi nãy chúng ta đề cập rồi. Khai giá, ví dụ như a giúp khai văn nè, a giúp khai vô nè, phía trên này này. Vậy là bạn này, a giúp khai vô tức là cái gì? Sự diệt, sự chấm dứt của tuổi thọ ha. Thì ở đây tức là sự chấm dứt khát ái như vậy. Chia theo chủ cách ha. Rồi kế tiếp tức là anakhetang, tức là ana cộng với khét tá ha. Ana ở đây chúng ta dùng theo nghĩa là cái gì? Danh từ nữ tính ha, mang nghĩa rằng tức là mệnh lệnh hoặc như là quyền hành, tức là cái phạm trù hoặc như cái lĩnh vực gọi là uy quyền. Kế tiếp tức là sanya cộng với khanda. Khanda hồi nãy chúng ta nói là dùng theo nghĩa là gì? Là nhóm. Sanya ở đây có nghĩa là gì? Perception, có nghĩa là sự nhận thức. Thì chúng ta hay gọi là tưởng, tưởng ở đây tức là gì? Sự nhận biết, nhận biết những hiện tượng dựa vào ký ức. Ví dụ trước đây, do giờ chúng ta đi học, do giờ chúng ta tiếp xúc ngôn ngữ, cách diễn đạt, cho nên chúng ta hiểu được. Cho nên đó thì
Sau này đó chúng ta chỉ nhìn cái đó chúng ta biết rằng đây được gọi là cái hình dài, đây là hình tròn, đây là màu xanh, đây là màu vàng. Thì cái đó là cái sự nhận biết, sự nhận thức ha. Sự nhận thức nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái sự lưu trữ những ký ức trước đó ha. Hay được gọi là tưởng uẩn. Cái nhóm này tức là tưởng uẩn, tức là cái nhóm gì? Cái nhóm về sự nhận thức, nhóm nhận thức. A cha đa giá tí. Chúng ta tách ra tức là A cộng với cha đa giá tí. Đây chúng ta A cha đa giá tí. Cái này đáng lẽ không có dấu phẩy ở đây nha. Các vị phải bôi cái dấu phẩy đi, bởi vì sao? Cái từ đúng của nó là A cha đa giá tí. Họ tách ra cho mình cái từ mà A cộng cha đa giá tí và thành cái từ là A cha đa giá tí. Cha đa giá tí từ từ cái động từ gì? Cha đề tí. E đổi thành gì? A giá. Nhận ra được chưa? A cộng với cha cha đề tí đó mà E đổi thành A giá. Như vậy là A cha đa giá tí. Mà tiền tố A như vậy chúng ta mang nghĩa ra tức là trở lại. Nhìn lên bạn, trở lại trên hoặc cho đến. Chúng ta dùng theo nghĩa tức là phía trên ha, tức là được che phủ. Achariati tức là che phủ hoặc như là đặt lên. Che phủ hoặc đặt lên. Mặc vào. Tức là phủ lên đó. À, che phủ. Đẩy lên, phủ lên. Đó. Rồi kế tiếp tức là e quăng a chin đá tí. Chin đá tí tức là chặt, cắt đứt ha. Chúng ta dùng theo nghĩa là từ, chúng ta dùng theo nghĩa là ra đó ha, ra đó. Mà như vậy chin đá tí là chặt, cắt, làm lìa ra. Chúng ta dùng theo nghĩa tức là cái gì? Lấy mất, làm lìa ra đồng nghĩa là lấy mất. Cái chin đá tí. Đây là động từ của thứ ba số ít nha. Rồi na quách thăng như vậy là na qua cộng thăng. Na qua có nghĩa là tàu hay là thuyền, mà thăng ở đây là đứng, tức là đứng trên tàu, đứng trên thuyền. Rồi tương tự như vậy tharati tức là lan rộng, mà atharati chúng ta dùng theo nghĩa là chúng ta cũng dùng theo nghĩa chữ A này, tiền tố chúng ta dùng theo nghĩa chữ ra luôn, mang nghĩa rằng tức là lan ra, vẫn là lan ra luôn nha. Atharati cũng như là apoteti. Apoteti chứ, apoteti. Hồi nãy potetí, từ đó chúng ta có gặp phía trên rồi đó, mang nghĩa rằng rung lắc. Mở đây, up. Rung lắc, mà rung lắc ở phía trên cho nên được gọi là cái gì? Sự vỗ tay. Vỗ tay. À. Viết vô vậy. Apotete. Có nghĩa là vỗ tay. Rung lắc là rung.
Rồi kế tiếp nữa là Saramhati Kim. Tức là từ cái gì? À, được gọi là từ nguyên âm là như thế nào? Tức là Sankharo. Tức là ngoại trừ, tức là song song bên đó cũng có những cái trường hợp tức là không có cần phải gấp lên. Ví dụ như cái từ gì? Sang nè, cộng khara, hoặc như là chữ tăng, cộng khana. Hoặc như vậy, sanh chanh ná này này, tanh tha ná. Các vị chờ xíu. Như vậy dựa vào trong các từ này chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nó không kết thúc bởi một nguyên âm, đúng không? Phía trước một cái đó, mà nó kết thúc bằng một phụ âm. Phụ âm như vậy chúng ta sẽ thấy rằng chữ ngã nó thuộc nhóm nhóm cá. Chữ nhá nó thuộc nhóm chát. Chữ ná nó thuộc nhóm tá. Và chữ ná nó thuộc nhóm tá. Âm răng hả? Và chữ má nó thuộc nhóm ba. Tức là Saramha. Saramha. Các vị chờ xíu. Bốn mươi là chúng ta học chưa? 40. Đây, cái từ Saramha có nghĩa là như này. Saramha paraputa nang wakye gosa gosa nang pienchana nang jathakamang. Cái này là trong cái gì? Trong cái phần gì? Trong cái điều số 29 trong cái Tiyana ha. Nó cũng có cái đoạn này Saramha. Như vậy là cái gì? Theo sau nguyên âm ha. Theo sau nguyên âm chúng ta còn nhớ không? Cái bên đây, cái chị Giana đây nè, 20, 29 ha. À, 19. Ở đây này các vị để ý đây này. Tức là cái gì? Tức là Tatiya Bathamakkhara, tức là cái gì? Cái mẫu tử mà ở cục 3, cục nhất và cục 3 như vậy là cái chanh tí đuê ba quang nó được gấp đôi lên ở tại ngay vị trí đó một cách theo thứ tự mà từ phía sau một cái nguyên âm. À, cho nên được gọi là từ phía sau nguyên âm. Chúng ta học chúng ta phải biết là cái từ nó xuất phát từ đâu ha. Rồi. Từ sau nguyên âm tức là cái gì? Tức là phải phía sau nguyên âm nó bị gấp đôi, còn trong trường hợp này tức là cái gì? Nó không có nguyên âm, đúng không? Nó bởi là một phụ âm chữ ngá cho nên nó không có bị gấp đôi lên. Thấy không? Cái chữ sankhara này này, sankharo nghĩa tăng khả nên cũng như vậy luôn. Đấy. Sankhara có nghĩa là gì? Hả? Hành hành là gì? À, đúng rồi, hành là có nghĩa là hành vi ha, có nghĩa là hành động đó. Yeah. Mà trong cái nghĩa hành thì ám chỉ tức là cái gì? Ám chỉ tức là những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà thôi. Yeah. Hành nó còn có nghĩa rộng hơn nữa tức là cái gì? Tại vì chúng ta dựa một cái chữ hành thôi, một tiếng Hán thôi, nhưng mà nghĩa nó rất là nhiều. Ví dụ cái chữ hành mà ám chỉ tức là hành vi thì ám chỉ tức là cái gì? Hành ở đây trong trường hợp tức là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện do vô minh trở tạo. Mà nghiệp thiện và nghiệp bất thiện như vậy thì bao gồm là cái gì? Bao gồm đó là citta và cittasika, đúng không? Nhưng mà cái hành mà ám chỉ tức là sabbe sankhara anicca tí, tức là tất cả các hành đó là vô thường, thì ám chỉ tức là bao gồm luôn cả mà cái rupa. Bao gồm đó là citta, cittasika và rupa, tức là
các trạng thái tâm lý cũng như là vật chất đều gọi là đều do duyên trả tạo cả. Đấy. Cho nên cái chữ sankhara, sankhara nó còn có nghĩa gì? Có nghĩa là sự thúc đẩy. Ví dụ sankhara, asankhara, sankharika đó. Đó là được trợ tạo, được trợ duyên. Hay chúng ta hay được gọi là cái gì? Hỗ trợ đó hả? Sankharika, asankharika, thêm cái hậu tố ý cá và tức là gì? Được trợ giúp, được trợ tạo. Bản chất của sankhara đó là cái gì? Là điều kiện trợ tác, điều kiện tạo tác, điều kiện giúp đỡ. Cho nên hành thì chúng ta cũng phải hiểu tùy trường hợp ha. Tăng khai đê có nghĩa là gì? Tăng khai đá có nghĩa là gì? Tăng khai đê tức là tăng là ấy đó ha. Khai đá có nghĩa là khai đá là chia theo cách gì? Mang nghĩa là tại lúc ấy, tại lúc ấy. Sanchanang có nghĩa là gì? Sanchana ở đây tức là quá khứ phân từ của động từ sancha đê tí nha. Có nghĩa là được che phủ. Sai còn nói lớn nữa hả? Được che phủ. Rồi tâm tha năng tức là tăng cộng với tha đó. Chỗ ấy. Santutho, xin lỗi Santutho. Đọc bảy mà đọc lớn làm cho sư đọc nhầm theo nữa. Santutá, tức là sang cộng với thú tá ha. Thú tá là quá khứ phân từ đó là được khen thưởng, được tán thưởng. Nhưng mà Santutho. Cùng với đầy đủ ha, đầy vũ. Mà sanh thú tô mà được 8 tháng một cách đầy đủ như vậy mang nghĩa rằng tên là gì? Tính từ ha, mang nghĩa rằng quen thuộc. Quen thuộc. Tính từ đó là có cái sự quen thuộc. Dạ. Tâm pha lăng. Kết quả ấy tăng cộng với pha lăng. Tha đê, còn nhớ cái chữ tha đê không? Tha đê phía trên này này đó, tại chỗ ấy đó. Trời nhớ rồi đó, giỏi nha. Được gọi là tha đê ha là như thế nào? Tại chỗ ấy, ví dụ như là bu quá khách cha căng, bu quá khách cha căng ha, tức là bu quá cộng với khách cha cá tách ra. Bu quá ở đây có nghĩa là cái bánh, cake, yeah, bánh. Khách chá cá ha, khách chá cá chúng ta dùng theo nghĩa là tính từ mang nghĩa rằng có thể ăn, mang nghĩa rằng tức là bánh trái mà có thể ăn đó, bánh. Phải như là thức ăn được làm bằng bánh đó, thức ăn từ bánh ha, đồ có thể ăn được từ bánh. Khách chá cá tức là tính từ có thể ăn. Rồi kế tiếp tức là tát xá cha quý gia đi ni chín đi tòa, chín đi tòa ông biến quá khứ phân từ ha, chín đa tí đức. Cha quý ở đây chúng ta dùng theo nghĩa là cha quý gia đi ni. Tha nê tại chỗ ấy, tại chỗ ấy. Rồi, tại chỗ ấy tức là tại chỗ nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là tại chỗ ấy tức là đáng lẽ là phải là bu quắc khách chắc căng đúng không? Mà tại chỗ ấy tức là ở đây chỉ là bu quá thôi. Ở trong trường hợp cái phía dưới tức là cha quý cộng với a đi ní. Chữ quay được thêm vô ha. Chữ quay được thêm vô. Cha quý cộng với a đi ní, chữ quay được thêm vô. Cha quý có nghĩa là gì?
có nghĩa là da đó, da da ha, da da. Tức là sau khi lột bỏ, sau khi cắt đứt những cái phần như là da của nó. Đại để nghĩa là vậy ha. Chứ bây giờ em thay lại trích ra bắt đầu nguyên một cái câu chuyện cái dài. Rồi giá tha thi tăng. Giá tha thi tăng ở đây không ghép vô với nhau. Tức là gì? Thi tá là gì? Đã được an trú như vậy ha. An trú giống như vậy. Giá tha tức là giống như vậy. Cá thăng thế nào? Ra sao? Kamma phala tức là quả của nghiệp. Kammasa phala, quả của nghiệp. Nó không phải là kamma phala hả, mà kamma phala tức là trong những trường hợp, có những trường hợp dị biệt, tức là nó không có gấp đôi lên. Cái mà saramha tức là gì? Nếu mà không có phải kết thúc bởi nguyên âm thì nó không có gấp đôi, nhưng mà tha ne trong trường hợp tức là có những cái trường hợp tức là ngoại trừ, nó không gấp đôi lên. Rồi bây giờ đưa một loạt nữa. Nikamati tức là nir cộng kamati. Kamati có nghĩa nir có nghĩa là ngoài hoặc là ra nha. Nè, chứ các vị dành lên bảng nè. Nir có nghĩa là ngoài hoặc là ra. Ngoài hoặc là ra. Rồi. Nhìn ra đây, nikamati có nghĩa là đi ra. Kamati có nghĩa là đi ha. Có nghĩa là đi ra ngoài đó. Nibati. Hả? Đi ra. Nikamati hoặc nikamati cũng đều như vậy hết. chúng ta không, chúng ta dùng theo cái chữ ni này nè, nis chữ ni đó, hoặc chữ ni đó, ra hoặc ngoài đó, là tại vì cái động từ mà nikamati hoặc là nikamati có hai hình thức nha. Chúng ta đây hình thức đây, nikamati nó cũng bằng với cái gì, nikamati có là đi ra, nikamati có là đi ra, nó còn có nghĩa là xuất gia đó, rời bỏ, đi mất, xuất gia đó, nikamati. Nikama là cái gì? Là xuất ly, là rời khỏi đó. Tương tự với cái động từ mà nikamati hoặc là nikamati thì chúng ta có cái gì? Nibati hoặc là nipati. Nibati. Nếu chúng ta tách ra cái gì là ni cộng với bati, là bati tức là sự thành, sự có được phải không? Là không có đạt được. Nhưng mà không.
Nipati. Nipati với bằng là Nipati. Nó nghĩa là kết thúc. Kết thúc hoàn thành đấy vậy. Nipati, Nipati, Nipati. Mấy cái từ này đều gọi là nữ tính hết nha. Đều là nữ tính. Feminine gender mang nghĩa rằng tức là cái gì? Rồi ni gia vô. Tức là nít gia vô ha. Rồi cái chữ mà ní chá vô thì chúng ta tách ní cùng với chá giá. Chá giá hoặc là ní chí tá. Chí tá từ động từ chí na tí là gom, tập trung. Như vậy không có sự tập trung. Đóng tập trung. Cái từ này các vị lấy bút bôi lại dùm sư. Cái chữ chá giá từ cái từ China tí này nó đã cái sự tập trung rồi, sự gom lại rồi mà ní. Chúng ta dùng theo nghĩa là tách rời mà sao lại ní chá giá cũng là tập trung luôn. À, bôi bôi từ đó đi. Nó không có cái hình thức là ní chá giá hả? Không có hình thức ní chá giá. Anh đang đi chơi chưa? Không có hình thức đi chơi chưa? Rồi kế tiếp tức là Nijarati. Nếu mà một dùng một hình thức như vậy ta sẽ tập trung đúng không ta? Thôi chưa chắc là chúng ta có cơ bôi để đó đi hả? Sư cơ bôi luôn. Đúng, để đó đi cái đó.
cái từ mà nicharati nó chỉ có trong Badarupasadi thôi, không có trong chỗ khác. Nó chỉ trong có Badarupasadi thôi. Như vậy là nếu mà chúng ta dùng theo nghĩa là ní, theo nghĩa là, nhưng mà nó phải sử dụng là chữ nir, mà khi mà cộng với charati nó thành là nicharati, nó mới tạo ra từ được. Yeah. Nicharati, nicharati tức là trong trường hợp này là không có ấy ha, không có ấy. Như vậy chúng ta dùng theo nghĩa là không, mà charati chúng ta dùng theo nghĩa là đi quanh. Charati đi quanh, mà nó còn có nghĩa là cái gì? Hành xử hoặc là hành vi đó, cư xử đó. Như vậy không có đi quanh hoặc là không có hành xử hoặc không có cư xử ha. Chúng ta tạm dùng nghĩa như vậy. Nicharati. Sư cũng che cái từ mà nicharati nó cũng có luôn. Trong tâm tạng cũng có luôn. Mà nicharati chỉ có trong Badarupasadi mà thôi. Ở đây chắc là một số những cái hình thức gọi là người ta đơn cử ra, đặt cái trường hợp ra như vậy thôi. Chứ không nhất thiết là các từ này nó đều có trong đây. À. Rồi cái tiếp theo là Nitaranang. Nitaranang. Tarana ha, danh từ mang nghĩa rằng đó là vượt qua, băng qua. Nitaranang tức là không thể vượt qua. Tức là không vượt qua, không băng qua. Ichatara tức là ý tí cộng atara ha. Chúng ta còn nhớ cái hình thức này không? Đúng rồi, là sao? Là bằng là ý tí ha, cộng với atara. Mà ý như vậy đó, thật là vậy, ý ngắn đổi thành ý dài ha. Đấy. Rồi ý dài nó mới đổi thành cái gì? Đúng rồi. Ý xê xê đó, rồi mới cộng với atara. Đấy. Ichatara. Cái này thì khỏi dịch ha. Thì ý tí là như vậy mà atara nữa, tức là nó nối với cái phần trên nữa. Rồi, kế tiếp nữa này là đồ đá xá chà tí. Đồ đá xá chà tí etha chakahanasa bahulathata tena chakahanena yatha payogang bahunda adeso siya. Ở đây trong cái câu mà là đô đất xá cha tí, đô đất xá cha ha, đô đất xá cha, đây là một cái điều, đây là một cái điều luật nữa nha. Chúng ta coi trong Badarupasadi điều luật số mấy đây, số 20. Biết chưa cái số phía trên cái chữ mà đô đất xá cha đó viết ra cái chữ jana thì 20, mà Badarupasadi là 27, là bắt đầu mình sẽ qua 20-27 nữa để hiểu cho cái đoạn này. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ tại đây nha. Rồi sau chúng ta học tiếp chứ không phải bây giờ nó lại dính qua thêm hai bài kinh kia nữa là nó lại dài nữa. Rồi sau chúng ta học tiếp. Như vậy cái điều luật này dài ghê chứ đâu phải giỡn. Rồi chúng ta hồi hướng luôn vậy. Buddha sasanang chirang tathatu. Buddha sasanang chirang tathatu. Buddha sasanang chirang tathatu. Sadu. Sadu, sadu. Sleep. Leave. Leave.